mình vừa mới đi lặn về cả nhà. Mà cả nhà thấy không? Đó. Đây là cá bò. Đây là cá da bò. Còn phần này là ốc. Còn đây là cái con cua mà mình vừa mới đi bắt về cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó, quá trời ngon cả nhà ơi. Cua mà bự không? Hôm nay thôi. Đây là cua xanh thì bự. Cú này giờ mình cũng vừa mới câu xong. Mình tính cũng các em câu chút xíu nữa để kiếm con cá bú để mà mình cháo ăn cả nhà. Thì bây giờ nó tính câu được chín hai con cá này thôi, còn cá bò này nè. Cá bú này mình sẽ nấu cháo, để mình ăn. Cua thì mình chắc là sẽ rửa nó ra, rửa cua này ra để mình sẽ lựa cua ra rồi mình sẽ chế tỏi một phần, với lại một phần sẽ làm một cái luộc hay là một cái món gì đó cho cả nhà cùng xem ha. Thấy không, nó bú còn sống luôn nè, hải sản rất là nhiều quá nhà ơi, quá nhiều luôn mọi người ơi. Đó. Quá rồi, cua bự không đó. Cỡ ở đảo mình cỡ này là đã là bự lắm rồi cả nhà, cỡ đảo như vậy là bự lắm rồi. Mọi người đó, cua cỡ này là đã là quá bự rồi nha. Cái loại cua xanh này ăn rất là ngon nha, loại cua xanh này là ở đảo mình là ăn rất là ngon và tuyệt vời luôn á cả nhà ơi. Đó, nhà thấy không, cua rất là nhiều, cua bự không à, loại này ăn rất là ngon luôn á. Ở chỗ khác thì gọi nó là cua đá, còn ở chỗ mình đó thì gọi nó là cua xanh đó, tại nó màu xanh này cả nhà. Đó, quá là nhiều luôn. Đây là con cua bích, chỗ khác là cua đá luôn. Đó, đây là cá da bò. Thôi bây giờ mình sẽ đem vô và mình bắt đầu lựa ra từng con một ha cả nhà. Lựa cua ra, cua cá là cá, rồi ốc là ốc, rồi mình bắt đầu chế biến cho mọi người cùng xem nha. Đây là một con quý. Mình vừa mới đi lặn một ít rất là nhiều hải sản, ốc cua rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô lựa này kia cho mọi người cùng xem nha. Đó. Lặn bệnh luôn mọi người ơi, giờ đói bụng quá. Thôi giờ mình mời cả nhà cùng với mình đi vô trong nhà để mà mình là lặt cua ra cua, ghẹ ghẹ ốc ốc nha cả nhà. Đó, giờ mình đi thẳng nhà. Quá mọi người, bây giờ mình phải ăn một ít để chống đói xíu đi, tại vì lặn nãy giờ lạnh quá nên mình ăn một ít này. Những ai mà thợ lặn thì cũng biết không, giờ mình lặn xong cái mình ăn một tô mì rất là ngon mọi người, cho nó ấm bụng lại cái quá chị đói cả nhà ơi, đừng nổi vô mình coi thử bao nhiêu có cái gì mà cái gì đó. Ốc quá trời. Cái này tụt à? Tụt luôn. Đây là con bồ ngư nè. Đây là con có phải mấy bồ ngư? Con cụ hiếu. Nè bồ ngư nè, chích lỗ đi bồ hiếu gì? Đâu có. Bồ ngư gì biết liền, đây là cụ hiếu đó. Đây là cụ hiếu đó mọi người.
Đó là của Hiếu em. Con này là con gì mà mọi người có gì bình luận như thế gì nha. Đây, cua thì em của mình nó đã lựa ra nãy giờ rồi cả nhà. Đó, bắt như đây nè. Đây. Mình bắt như đây nè. Mua nhiều lắm mọi người. Đây là cá mú. Cá mú này em cũng nói rồi. Thì chúng nó sẽ làm cháo không? Không cháo. Cháo. Cháo ăn. Còn cua này cua ốp rồi mọi người. Dạ. Cua này ốp. Được, cua này nói chung là mùa này á, cua bắt đầu mềm mọi người. Thì theo con là có con thì có con cứng hơn. Đây, 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 đây. Ây da. Ui, nó kẹp đau lắm mọi người. Kẹp đau lắm chỗ. Thấy kẹp không? Ừ, thấy chứ nó phải đơn giản đâu. Đau lắm. Mấy con này mà, mấy con này nè. Nó còn sống nó kẹp cái được khốn luôn nha. Giỡn. Cứng lắm đó. Nó ngồi túi vậy. Rồi. Nó góc bự. Ở đây là bự lắm rồi nha. Nhà. Tóc nón cũng lồ. Ở đây là quá bự rồi. Đây là cái con một tuột. Lấy cái đầu ra mình câu con cá mú rồi. Đó trời mọi người. Sẹo quá trời. Quá nhiều luôn. Cái này đi nuôi thôi đó cả nhà. Nhiều cái này. Đó con gai. Nhà đó là con gai. Trời nổ ra. Mọi người còn con nào đâu. Này luộc hả? Chắc em luộc hả? Luộc hả? Bữa đi cái này mình tách ra. Thêm bữa này. Hả? Cũng nhà mình với ai? Thấy cái này nè. Cũng nhà mình. Ốc lợn ở trên cả nhà ơi, quá nhiều. Thấy không? Quá trời quá. Đây, đây là cá một ký luôn rồi. Đây là cá mà mình thấy cá này của mình cũng có quay cho cái này xem luôn. Đây đó. Đây là cá sơn nè, cá sơn đỏ. Thịt có nói như thịt gà chứ. Thấy không? Nó như là thịt gà đúng không? Đã từng làm cho mọi người xem luôn. Bây giờ bữa đó mình làm cho mọi người xem nó thôi. Cá này rất là ngon nè. Trời ơi, thịt giỡn. Bạn nào chưa ai từng ăn thì nhớ ghé đảo ăn nha. Cái này chỉ có 40.000 thôi. Ngày mai chắc mình nướng, ngày mai mình sẽ nướng cái loại này. Cháo rồi. Cháo rồi. Để làm
cháo có khô đen nãy này mình sẽ luộc đi một ít nha. Đó. Mình sẽ luộc để chấm với muối ớt chanh. Còn cái này thì mình sẽ luộc thêm lần thứ hai nha. Quá nhiều đi. Đó, mình sẽ luộc lần hai nha. Cháo cá mú à? Bữa giờ ăn cháo cá lóc mà. Cháo đây là cháo cá mú nha mọi người. Đây là cháo cá mú. Bây giờ để cho ăn cháo mú rồi. Cá bò đó mọi người. Cháu không muốn này mình có bỏ em của mình có bỏ thêm một số con cá bọt này nè mình nghe, tại vì lúc mà mình nướng là nó đã dai rồi, nó như thịt gà rồi. Còn bây giờ là mình ăn cháo thử rồi, mình bỏ nó vô là để ăn cháo luôn thử là nó ngon thế nào không mọi người. Sự đây là đầu tiên là mình ăn món cháo cá mú luôn, với lại cháo cá, với lại có con cá bọt này. Con cá mú bự. Mình đã hoàn thành xong rồi, sẽ sơ chế xong rồi. Đầu là sẽ chế tỏi lên. Là cua ngay tại biển bắt về luôn thì nó ngon hơn, chứ còn cua nuôi dở. Cả nhà mình vừa mới cho cả nhà xem tất cả mọi món ăn với lại mấy cái hải sản mà em với mình với vợ mình đã làm cho mọi người xem sơ qua đó. Đó bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là luộc ốc. Luộc ốc xong mình sẽ ăn ngay tại đây nha cả nhà. Thì tối nay sẽ có một cái món ăn đó là ghẹ
Dạ. Dạ thì thằng em của mình nó sẽ cháy tỏi lên. Đó, để ngon hay không thì mời cả nhà cùng thưởng thức cái món hải sản tươi ngon bắt tại đây luôn cả nhà. Đó. Thì đây là một cái video mình dành tặng cho cả nhà với lại các fan với lại các mọi người đã luôn luôn theo dõi Sinh. Đó. Thì ở đây có cái gì thì mình sẽ cố gắng quay cho mọi người cùng xem ha. Đó. Thì chúng ta bắt đầu luộc ốc thôi cả nhà, sau đó mình thưởng thức món ăn nha. Mời mọi người thưởng thức cái món xài lắc của nhỏ cháu mình nha cả nhà. Nó ra cho mọi người. Đó. Nhà thấy không? Trong lúc mình chờ cái món ốc nó chín với lại cái hải sản mà em mình đã đang làm trong đó. Thì giờ mình sẽ ăn trước cái món này nha cả nhà. Rồi. Em muốn gì nó mặn quá. Chị đừng biết rồi mọi người, quá trời chịu nổi mọi người. Mời cả nhà nha. Ốc chín một nửa rồi nè mọi người ơi, cả nhà ơi, ốc chín một nửa rồi nha. Ốc chín một nửa đó nha cả nhà. Nè đây là mình đã làm một, đây là cái mớ ốc của mình đã chín một nửa rồi, còn một nửa thì mình để đây nè, chưa chín nha. Đó, mình sẽ luộc lần hai. Còn cái này thì trong vòng mình tuy nó sôi rồi nhưng các bạn nhớ là để trong thêm 5-10 phút gì đó mình để xuống nha, chứ đừng có đem xuống liền cả nhà ăn đau bụng á. Con gì đâu? Con hào. Không có đâu. Cụ Hiếu á, con này cụ Hiếu nó giống như là con bầu ngư vậy đó nha cả nhà. Từ từ vậy đó. Bầu ngư thì ai biết thì mình sẽ biết liền ha. Đây là con cụ Hiếu. Nó thịt nó cũng dai ngon á. Bây giờ mình sẽ tắt đây nha. Tắt rồi mọi người ơi. Tắt rồi mình đổ qua đây. Gãy đủ rồi. Nó nặng quá mọi người. Đó. Bây giờ. Một cái nồi nóc đã xong. Cái ốc này là chỉ sau một nửa thôi nha mọi người. Chỉ là để cho nó nguội nguội xíu đi rồi mình ăn nha, chứ thôi là nóng chết luôn á. Mình sẽ đổ thêm một nồi nữa nha. Cái này thì mình sẽ luộc thêm nồi thứ hai nha mọi người. Mình luộc thêm, đây là nồi thứ hai. Đó, giùm đổ nước vô đây. Chầm nước vô đây. Bây giờ mình có bắt đi nha. Giờ mình bắt ra thêm nồi để đây cả nhà. Dẹp cái điện thoại đi tôi ơi. Để tôi dự đèn. Dẹp cái điện nó lên. Rồi, tiếp tục rồi. Nè mọi người ơi, bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái món ốc của mình trước nha. Nè mọi người. Trời ơi. Đây là con cụ Hiếu chứ không phải là con bầu ngư luôn rồi. Nó tự thôi, giống giống quá. Mời cả nhà nha. Cái chạy đâu ra? Cái chạy đâu ra? Ồ, quá. Ăn nhẹ, ngốc không? Nó hơi cát nhiều quá. Có lấy phần kia ra đâu mà không cát nhiều. Ờ, quên lấy hả? Ừ. Ăn đi. Đập ra chơi tay, đập dưới đây. Trời ơi, cái con gỡ nó ra mà cái cây con như vậy luôn à. Đập ra chưa? Chưa được. Cô ăn quá kìa. Ốc, ốc này. Ngon hả, đập ngon. Yeah. Sát cho em. Đó, nó sát cho mọi người. Đây là ốc nón rồi mọi người, quay đây. Em xe lên rồi. Ăn được ốc nón ngon ha. Bự á, loại đây là loại bự luôn, ốc nón bự quá. Ăn đi mấy con, ăn thoải mái nha. Có ốc nhỉ mọi người, ăn ngon ngon lắm. Ốc này mà đã từng ra đảo thoải mái mà ngon lành luôn. Quay gửi cho nè, quay đi. Thằng em của mình nó làm xong cái món này. Món này muốn chơi tỏi hả? Chơi tỏi thôi. Đây là cua cháy tỏi mọi người. Đó. Chiều giờ mình bắt lên đây nè.
nghe thấy không? Quá chị ngon. Chịu. Đây là cái nồi cháo mà nãy mình nói mọi người đó. Bây giờ nó chín lên một cái nhà không? Nó hơi bở xíu rồi cá. Mình bở cá hay bị bể. Nhưng mà không, cái muối này nó cứng luôn. Cái nồi cháo quá chất lượng, quá đã. Nhìn thấy không? Không có mọi người ơi. Lặng nguyên buổi chiều đây là thành quả của anh em mình. Đây là con cá bò. Cá da bò nè, đã lột da ra rồi. Thôi, giờ mình bắt đầu thưởng thức món ăn thôi mọi người. Mời cả nhà nha. Đây là cái nồi thứ hai nè, giờ mở ra thôi. Chân này thấy chưa? Có tới hai con dưới. Một con dưới này. Đổ ra. Đổ ra. Nóng nha, đưa đây. Rồi. À, đây là cái đoạn thứ hai mọi người. Giờ mình mời cả nhà bắt đầu ăn với mình mọi người. Quá trời nóng rồi. Rồi, bưng tới đi con ơi. Bưng coi. Rồi, bưng đi con, bưng tới đây. Rồi, lên, rồi lên con. Lên. Tới kìa, tới kìa, tới kìa. Bị đuổi ra khỏi nhà cái đá, đá với mòn đá. Đó, rồi ăn đi. Rồi, mọi người nha. Cái này nó bự sao tem, nó xíu gì trời. Đâu, ăn đi. À, giờ mình ăn mọi người. Cái này sao lấy ra? Nó chỉ là nó lấy mắt thôi là. Sao chỉ lấy vậy? À đây. Thế này à? Sáng cái này, quay sáng cái đây. Nóng ăn mới ngon không? Nhưng mà kiếm con nào nhiều nhiều đi. Trời ơi. Con này mà, con này mà chưa chín là con kiếm nó một cái. Đó được rồi mọi người, ngon quá. Mình ngồi bị đi. Cái này nha. Không bẻ hai càng rồi cho con này. Nóng hai càng hả? Mấy con đập từ từ nha. Kiếm mấy con này nè. Bỏ đây nè, bỏ đây nè. Kiếm cái này không? Kiếm cái này ra. Cái mình cũng cậu ăn không cậu cho tôi luôn nè. Con ăn kẹo thôi à, không ăn mình được. Con bị chắc được hành mà. Cái gì vậy? Thôi, mình mời cả nhà thưởng thức cho mình thêm một con nữa nha. Rồi mình lên đó mình ăn luôn rồi. Đi nhất luôn ba. Mà ăn xong qua em ăn lên trên. Đi có cô được không? Rồi. Đấy. Em đâu được. Tôi diễn trình gán
Ngon quá cả nhà. Nói chung là cái cháo cá này á, ăn vô rất là ngon. Cái mùi vị của cá mú cả nhà ngọt lắm nha. Lại có cá bò nữa. Mời mọi người thưởng thức với mình cái ly bia Sài Gòn này nha. Thấy không? Giống như đang đi du lịch ở đâu chứ. Cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà. Cái hòn mình đang ở thì không giống mọi người, thì cái hòn mình đang ở là cái hòn của Nam Du cả nhà. Tại vì mình ít khi nói về cái hòn mình lắm. Tại vì mình ở đâu mình muốn im lặng nè. Sẵn hôm nay thì mình sẵn lên cả nhà luôn. Hiện tại cái hòn mình đang hot lắm cả nhà. Thì mình không cần phải giới thiệu, thì ai đã đi Nam Du, Kiên Giang rồi thì cả nhà biết không? Rất là hot, nó sẽ nằm sát bên Phú Quốc đó. Kia là Phú Quốc nằm bên đây thì cái hòn hai, cái hòn này nằm kế bên cái hòn Nam Du. Đó. Ai đã đi thì sẽ biết được cái hải sản ở đây rất là nhiều cả nhà. Thôi giờ mình ăn cái nhà. Không chưa, để em ăn mất công nữa. Mất công nó không tôn trọng các kiểu rồi, được chưa? Quẹt. Ngày mai lên. Rồi. Cái này cứ giao cho anh. Ủa tại sao lại cầm ra bỏ vô lại vậy? Nó tách ra cho cậu xin nó, thấy nó thương. Để cậu xin ăn riêng, mình để vô lại. Đó này hả? Không khác biết nhiều quá ha. Mình xin kết thúc cái video tại nha. Thì đây là một cái video, một cái video mình dành tặng cho cả nhà thân yêu của mình. Thì nói chung là mình tính là đi bằng cho vui thôi, mà không ngờ nó nhiều quá cả nhà. Nên mình mới gửi tặng cho cả nhà một ít hải sản ở đây để dành cho mọi người cùng xem thử những cái món ăn rất là ngon, đặc biệt ở cái hòn đảo Nam Du này. Đó. Thôi thì mình xin tạm dừng tại đây. Nếu cả nhà thấy video hấp dẫn và ngon miệng thì nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho mình nha. Nếu mà nó có nhân mà xin hẹn lại gặp lại cả nhà. Hồi nãy mình ăn ớt cả nhà, cay quá. Nãy mình ăn ớt dân ốc nó cay quá, nói chuyện hơi cầm cay phản cảm rồi. Thôi bây giờ xin phép chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video kế tiếp lần sau. Bye bye. Xin chào mọi người nha, bye.
Đây là từ đầu. Không quay được rồi. Ra này nhau quay đi ra được rồi. Cũng bấm bắt đầu lại. Cả nhà mình đang nướng một ít cá để về để vô nhà ăn cơm rồi cả nhà. À, đây là cái loại cá sơn mà mình đã từng quay cho cả nhà cùng xem đó. Loại cá này ăn vô giống thịt gà nha mọi người, rất là ngon nha. À. Chung là cá nướng dưới đây là cũng là chín rồi cả nhà, nước bên nè. À. Cái bẫy của nó rất là dày nha, mình chịu khó nướng thì chạy chút xíu là nó chín rồi cả nhà. Khác cái vậy nè, là đã chín rồi nha. Khác cái gì nè, xong. Cá này ngon lắm mọi người ơi. Rất là tuyệt vời nha, ngon lắm á. Anh làm cái kém rồi.